Rồi, mình xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cái bản ngọc của vị tướng trợ thủ, đó là vị tướng Chauna. Vị tướng này thì trợ thủ nhưng mà cũng có cái lượng công phép cao nha mọi người. Cũng giống như là Gidu vậy đó. Nhưng mà khi chơi á thì mọi người thích chơi Gidu hơn, tại vì Gidu là cái độ cơ động nó cao hơn và nó dễ chơi hơn. Cái sát thương nó cũng cao hơn nữa, nên là mọi người rất là thích chơi. Bây giờ mình sẽ đi vào cái bản ngọc của vị tướng này nha. Thì bản ngọc của vị tướng này á, đầu tiên á, mình sẽ lên là công phép. Thì công phép ở đây á, mình sẽ lên là 5,3. Đối với ngọc đỏ á, mình sẽ lên 10 viên nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc tím. 10 viên ngọc tím ở đây á, mình sẽ lên cho vị tướng này, đó chính là máu tối đa. Máu tối đa là 75% nha. Tiếp theo là 10 viên ngọc xanh. 10 viên ngọc xanh á thì mình sẽ ưu tiên lên cho nó là giáp và giáp phép. Giáp là cộng 5 và giáp phép là cộng 5 luôn. Rồi, khi lên xong á thì có công phép là 53 nè, giáp là 50 và giáp phép là 50. Và cái phần máu tối đa ở đây á là 750 nha mọi người. Thì đây là cái bản ngọc của vị tướng Chauna. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần trang bị và phù hiệu nha. Trang bị. Rồi, cái phần trang bị của vị tướng Chauna mình sẽ lên như sau nha. Đầu tiên mọi người hãy lên cho mình, đó chính là cái đại địa nguyên lực nha. Đâu rồi, ở dưới đây nè mọi người ơi, lên cái đại địa nguyên lực ngày 2 này nha. Đây, nó đã điện nguyên lực. Tiếp theo mình sẽ lên cho nó là chiếc giày nha. Đây là chiếc giày hậu vệ. Và món thứ ba là mình lên món thủ là cây khiên huyền thoại nha. Thì món thứ tư á, tùy theo tình hình tem mà mình có thể lên cho mình vị tướng này, chính là cái giáp gây A, hoặc là mình lên cái món công nha, đó chính là cái sách chi hồn. Tùy theo tình hình tem nha các bạn. Đây mà mình lên cái món phép, một món công nha, sách chi hồn. Quá vô cũng được, sorry mọi người nha, nắm lại nè. Rồi tiếp theo đó là mình sẽ lên cái giáp khốn khổ và là cái huy chương choi, tùy theo tem. Nếu tem của bạn có cái vị tướng pháp sư sát thương cao á thì mình nên lên cái huy chương choi nha, để đảm bảo an toàn bảo kê cho AD rất là tốt nha mọi người. Và cuối cùng á, mình sẽ lên cái khiên thất truyền. Thì khi chơi á, mình hạn chế mình lên cái giáp phong mệnh đó mọi người. Thật sự cái giáp phong mệnh nó cũng có công dụng, nhưng mà thật sự nhiều lúc nó rất là tai hại luôn. Khi lên giáp phong mệnh thì mình sẽ được sống lại một lần, nhưng mà thật sự thì đánh cái lượng đam của nó sẽ giảm đi rất là nhiều nếu mà mình lên một món đồ công nha. Thì đó là cái phần chia sẻ về trang bị. Tiếp theo mình sẽ đi vào cái phần phù hiệu của vị tướng này nha. Rồi, phù hiệu của vị tướng này á, mình sẽ mặc định cho nó là chọn cái này nha mọi người, đó chính là phòng ngự nha. Thì để chọn được phòng ngự á, đầu tiên hãy chọn viên đá ở trên cùng. Tiếp theo là chọn cái màu xanh cuối cùng. Và tiếp theo là lượng máu ở trên. Tiếp theo là phòng ngự. Ở dưới thì mình sẽ chọn màu xanh nha mọi người. Bên đây thì cái bảo mệnh. Ở đây thì màu đỏ nè. Và ở đây mình sẽ chọn là hồi phục nha. Thì đây là cái phần chia sẻ về cái phù hiệu của vị tướng Chauna, đến đây là hết. Cũng như bản ngọc và trang bị nha. Rồi, mọi người qua video này có thắc mắc gì thì cứ để lại bình luận bên dưới. Mình sẽ tổng hợp các ý kiến của mọi người và cho ra những cái video chất lượng hơn, càng ngày càng tốt hơn nha mọi người. Mình xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.